bán cây ban đỏ ạ. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cái cây ban đỏ tuyệt đẹp như này, ở đây nhà mình là các cái cây mà các bạn đang nhìn thấy là đã đánh đảo và dâm ủ rồi các bạn nhé. Tùy vào từng cây ạ. Có những cái cây mà đường kính của nó khoảng tầm 5 đến 6 cm, nhưng cũng có những cái cây là đường kính 10 trên 10. Chiều cao của cái cây mà đường kính 10 thì dao động khoảng tầm 5 đến 6 mét ạ. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cây ban đỏ đẹp như thế này thì vui lòng liên hệ một trong các số điện thoại trên màn hình nhé bạn nha.